Và sau cùng, Tường Vi mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Bích Phượng của SPTN Washington DC, kính chào quý vị, kính chào quý vị. Hội Y tế Việt Nam miền Đông Bắc Hoa Kỳ lần đầu tiên có một buổi picnic ngoài trời tại Lake Accounting, thành phố Springfield, Virginia vào ngày Chủ nhật 23 tháng 6, 2019. Một giờ trưa ngày Chủ nhật, mùa hè đầu tiên của năm 2019 là ngày 23 tháng 6. Hội Y tế Việt Nam miền Đông Bắc Hoa Kỳ có một buổi sinh hoạt picnic ngoài trời lần đầu tiên tại Lake Accounting, thành phố Springfield, Virginia. Hội đã được thành lập từ năm 1979 do cố bác sĩ Trần Đình Đệ đã thành lập ra và ông là hội trưởng đầu tiên. Phó hội trưởng là bác sĩ Tôn Thất Niệm và thủ quỹ là cố bác sĩ Trần Thiện Căn. Bác sĩ Tôn Thất Châu là tổng thư ký vào thời gian đó. Mục đích là để nâng đỡ lẫn nhau và giúp đỡ cho cộng đồng. Hội y tế gồm y nha dược, các cán sự, y tá, vân vân. Từ thời buổi phôi thai, hội chủ yếu là gây tinh thần đoàn kết và giúp đỡ, bảo tồn phát huy văn hóa Việt Nam và duy trì công tác hỗ trợ cộng đồng Việt Nam trong vùng hoạch thịnh đốn. Hội Y tế Việt Nam miền Đông Bắc Hoa Kỳ làm việc cho cộng đồng, cho xã hội. Và sau đây là lời chia sẻ của ông Tân Hội trưởng Dược sĩ Trần Kim Long. Thì năm nay là lần đầu tiên sau 37 năm thành lập của Hội Y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ, chúng tôi là Tân Hội trưởng được tất cả anh em y nha dược sĩ đã tín nhiệm tôi vào nhiệm kỳ 2 năm kể từ ngày 1 tháng 12, 2018. Nhiệm kỳ là 2 năm cho tới 2020. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghĩ ra một sinh hoạt mới cho Hội Y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ sau 37 năm là tổ chức một cuộc picnic để trước nhất để cho các hội viên gặp gỡ nhau, hàn huyên nhau và trao đổi những kiến thức về tất cả mọi vấn đề, và cũng như một dịp để gặp gỡ tất cả các thân hữu bạn bè trong cộng đồng, những các hội trong cộng đồng để có dịp cũng hàn huyên trao đổi những sinh hoạt của cộng đồng. Trong cái thời gian chúng tôi đã phục vụ, nghĩa là tham dự cho Hội Y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ, tôi được may mắn là chủ tịch của Hội Y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ năm 2015. Và cái điểm mốc đánh giá nhất là kỷ niệm 40 năm thành lập VAMA, có nghĩa là Hội Y sĩ toàn y sĩ thế và của y sĩ miền Hoa Kỳ, và chúng tôi đã đứng ra đảm nhiệm cái phần đón tiếp tất cả 40 năm kỷ niệm của VAMA. Cái đó là cái điểm mốc. Và thứ hai là chúng tôi trong những năm qua, tất cả các hội viên từ các thành viên đã tích cực đóng góp những cái công tác y tế cộng đồng, và có lẽ đó là một cái điểm quan trọng đối với chúng tôi. Và chúng tôi lúc nào cũng tha thiết là đóng góp phục vụ cho cộng đồng theo khả năng của Hội Y tế. Thành ra cho tới bây giờ chúng tôi có khoảng 150 hội viên, với đóng cửa gồm hội đủ ba thành phần là y khoa, nha khoa và dược khoa. Cảm tình của tôi với Hội Y nha dược vùng Washington thì rất thân cận, quý mến và thân hữu với nhân bạn lại rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự buổi picnic của Hội Y tế Việt Nam miền Đông Bắc Hoa Kỳ tổ chức tại thành phố Springfield, Virginia. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau. Kính thưa quý vị, VATV sáng nay đến đây là chấm dứt. Tường Vi kính mời quý vị đón xem chương trình VATV vào thứ Bảy và Chủ nhật mỗi tuần vào lúc 11 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV xin email về vatvnews@gmail.com. Tường Vi kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự dạ tiệc dạ vũ sắc hoa màu nhớ để tưởng niệm cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cựu đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 28 tháng 7, 2019,
tại Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia, 22042. Mọi đóng góp nhận được sẽ giúp cho Thường phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Mọi chi tiết xin liên lạc Nhất Hùng 301-529-5603, Bích Duyên 703-599-6043. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự dạ tiệc ca nhạc gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 11 tháng 8 2019 tại Royal China Restaurant, 3960 Venture Drive, Duluth, Georgia 30096, với sự góp mặt của MC Nam Lộc, nhạc sĩ Việt Khang cùng danh ca Y Phương. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Đinh Văn An 770-815-0709, ông Trần Đức Anh 404-936-8870.